thông tin ban đầu về hai trường hợp tử vong sau tiêm vaccine Verocell ở Thanh Hóa. Trưa ngày 24 tháng 11, tỉnh Thanh Hóa đã có thông tin ban đầu về các trường hợp tử vong sau khi tiêm vaccine Verocell cho công nhân tại huyện Nông Cống. Cụ thể, ngày 23 tháng 11 năm 2021, Trung tâm Y tế huyện Nông Cống tổ chức tiêm chủng vaccine Verocell mũi 2 tại công ty trách nhiệm hữu hạn Dày Kim Việt phòng COVID-19 cho công nhân, người lao động theo kế hoạch. Tất cả những người đăng ký tiêm chủng đều được cán bộ y tế khám sàng lọc đầy đủ, tư vấn về loại vaccine tiêm chủng lần này và các phản ứng có thể gặp phải sau tiêm chủng theo đúng quy định. Trong quá trình tổ chức tiêm chủng, đã ghi nhận một số trường hợp phản ứng sau tiêm, trong đó có 5 trường hợp xuất hiện triệu chứng nặng, được chẩn đoán phản ứng phản vệ sau tiêm. Các trường hợp này đã được Bệnh viện Đa khoa huyện Nông Cống và lực lượng phản ứng nhanh của ngành y tế sơ cứu, cấp cứu ngay tại chỗ theo hướng dẫn chuyên môn và chuyển tuyến về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa điều trị. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã huy động tối đa các điều kiện, trang thiết bị, thuốc và nhân lực tốt nhất để cấp cứu, điều trị cho người bệnh. Tuy nhiên, do tình trạng quá nặng và diễn biến quá nhanh của phản vệ, nên có 2 trường hợp đã tử vong vào lúc 0 giờ 45 phút và 8 giờ 45 phút ngày 24 tháng 11 năm 2021. Sở Y tế Thanh Hóa đã chỉ đạo hội đồng chuyên môn đánh giá nguyên nhân tai biến trong quá trình sử dụng vaccine tại huyện Nông Cống và báo cáo Bộ Y tế xin ý kiến chỉ đạo.